nói cho hắn biết tin quan trọng như vậy. Công tử các ngươi cũng thật tốt bụng. Đông Tây Nam Bắc thế lực bốn phương, rốt cuộc ngươi đứng về phía nào? Ta chỉ là một phàm phu, thuận theo ý trời mà thôi. Quỷ sẽ rút đi, và ngươi sẽ làm con sâu nồng đẹp nhất còn sót lại. Và thân ta đạo quyến luyến kia, thân vào cửa tử, muôn kiếp trứng hoàng tuyền. Là hãng này cửa Phật, thân kim càng bất hoại. Ta không vào địa ngục, hãy vào địa ngục. Một đám phế vật. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu bằng hữu vẫn khỏe chứ? Đứa trẻ đó có làm được không? Ta tin tưởng nó. Giấc mộng giang hồ, bom tấn nhập vai kiếm hiệp thế giới mở, sắp ra mắt trên nền tảng Mobi và PC. Đăng ký ngay.